Bộ điện Elite 1800 là sản phẩm hội tụ đầy đủ của một máy chạy bộ siêu cấp với lập trình động cơ siêu mạnh 3HP, kiểu dáng siêu đẹp, khung sườn siêu bền, đường nét tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không dừng lại ở đó, máy chạy bộ điện Elite 1800 có tích hợp nhiều chức năng như massage, gập bụng, tập tạ, chạy bộ và đi bộ. Tất cả giờ đây chỉ có trong máy chạy bộ điện 1800 đẳng cấp. Điểm nổi bật không thể bỏ qua của máy chạy bộ điện Elite 1800 là khung sườn máy được chế tạo bằng thép nhập khẩu châu Âu. Thảm chạy làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, chống trầy và trơn trượt. Màn hình LCD hiện đại sang trọng, dễ dàng sử dụng. Xử lý cực dậy hiển thị đầy đủ các thông số, quãng đường, độ dốc, thời gian, calo tiêu thụ, nhịp tim. Đặc biệt, có thể tự điều chỉnh số km luyện tập và tốc độ luyện tập theo chương trình sẵn có. Hệ thống kết nối thiết bị ngoài như điện thoại, thẻ nhớ, USB nghe nhạc vô cùng sôi động với loa hi-fi cực đỉnh. Ngoài ra, có thể kết nối radio. Điểm cải tiến ấn tượng của máy chạy bộ điện Elite 1800 chính nhờ vào ứng dụng khoa học chống sốc từ hai đệm cao su và hai lò xo giảm sốc hiệu quả, giúp tránh các chấn thương khi luyện tập với cường độ mạnh. Khả năng nâng dốc tự động thông minh tạo cảm giác như đang leo núi tại nhà. Tay lên nào, nhấc máy lên, gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1552. Giờ đây, sở hữu máy chạy bộ điện 1800, bạn như đang sở hữu cùng lúc nhiều thiết bị như máy tập bụng, máy massage, dụng cụ tập tạ, máy chạy bộ trên không. Không chỉ là chạy bộ, đi bộ để rèn luyện sức khỏe, với 1800 là thiết bị giảm cân hoàn hảo ngay tại nhà. Nhanh tay sở hữu ngay máy chạy bộ điện 1800 để nhận được nhiều phần quà thật giá trị.